Anna xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay phải nói là cũng một ngày đẹp trời nhé. Em sẽ giảm giá sốc nhé. Vâng, thêm một đôi loa nữa của Kenwood nhé. Đấy, hôm nay thì đường phố Hà Nội thì cũng đã bắt đầu gọi là đã có thấy sự đi lại rồi. Vâng. Đấy, đây tầm trưa, lúc nãy thì nó phải nói là đông hơn nhiều nhá. Bây giờ tầm trưa nắng rồi. Đấy. Hàng hóa thì em đang đóng cho quý vị đây. Đấy, đang đóng đây. Đấy, đang đóng kia nhá. Đấy, tất cả các hàng em đang đóng đây rất là nhiều rồi nhá. Đấy. Ok, thì em sẽ đi vào mục chính nhá. Đây. Đây là đôi loa Kenwood S7 VS nhá. Đấy, đây quý vị nhìn này. Đấy, từng đường nét của nó nhá. Đấy, con này về thì phải nói là nó còn rất là đẹp nhá. Đấy. Đấy. Ok này. Đấy. Đấy. Nói chung là từ các cái vành nhôm này nó còn sáng loáng luôn nhá, vẫn còn đẹp nhá. Đây. Đấy. Đấy. Vâng, đôi này về còn đẹp nhá. Con này công suất của nó là 80W trở kháng 6 ohm nhá. 80W trở kháng 6 ohm. Made in Japan. Đấy, đây. Đấy. Ok này. Đấy. Nói chung là đôi này về là em rất là ưng nhá. Loa 3 đường tiếng. Em xem cái kích thước của loa bát nhá. Bát của nó bát 22 nhá. Bát 22 và đo cả viền đây. Nói chung là bát 22, con này bát 22 nhá. Đấy. Cao của nó là 44. Ngang của nó là 26 và sâu của nó là 20 nhá. Đấy. Ê căng của nó về đây nhá. Ê căng của nó về đây. Đấy. Ê căng đây. Đấy. Đây một cái ê căng nó hơi có một chỗ chấm thôi. Nói chung là về là hàng đẹp nhá. Đấy. Ok. Con này của nó thì phải nói là chất của nó thì cực kỳ đỉnh luôn nhá. Con này để phòng khoảng tầm 20-22 mét vuông, oánh tí tạ luôn nhá, oánh nghe hay. Loa 3 đường tiếng cho nên là tiếng lên rất là tí tách nhá. Tiếng lên rất tí tách, đủ dài luôn, nghe rất hay, rất phê. Vâng, đấy. Ok nhá. Đây, quý vị xem qua đi. Đây, quý vị xem qua loa đi. Đấy, rất chất nhá. Đấy, ok nhá. Con này nhá, giá con này bình thường của nó là 2.890.000 nhá. Nhưng riêng hôm nay nhá. Riêng hôm nay em bán giá sốc luôn cho mọi người luôn nhá. Vâng, đấy. Đây, công suất 80W trở kháng 6 ohm nhá. Giải tần từ 45 cho đến 20 kW, đánh thoải mái luôn. Ok. Giá riêng hôm nay nhá, em bán giá hôm nay ngày mai thôi nhá. Giá đúng 2 ngày cho quý vị nhá. Vâng. Áp dụng chỉ duy nhất 2 ngày. Vâng, ngày thứ 3 không bán giá này nữa nhá. Giá rất rẻ rồi. Giá của nó là 2.290.000 nhá. 2.290.000 cho đôi này. Quý vị chắc không bao giờ tìm được những đôi như thế này mới giá rẻ nhà đâu nhá. Vâng, giá quá bèo rồi. 2.290.000. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản luôn cho em nhá. Vâng, một đôi quá đẹp như thế này mà lại chất âm lại tốt, lại dòng Kenwood này nhá. 2.290.000 áp dụng cho 2 ngày thôi nhá. Ngày hôm nay và ngày mai quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản cho em. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Quý vị nào lấy thì là chốt, là ok nhá, là chốt cho em nhá. Vâng, không có lại đến lúc người khác lấy lại tiếc luôn nhá. Vâng. Ok. Em kích thước em đo rồi đấy nhá. Thông số kích thước các thứ đo đầy đủ rồi. Quý vị nào lấy thì chốt nhanh. Gọi điện cho em, còn em nhiều lúc nhắn tin thì em không đọc được đâu ạ nhá. Em cũng xin thông báo trước. Vâng. Và em nói luôn là em không ship code cái này nhá. Vâng, em phải có. Thứ nhất là nếu mà quý vị nào mà chưa lấy hàng của em thì có thể đặt cọc cho em khoảng 1 triệu. Số còn lại thì em sẽ thu lốt qua đường bưu điện nhá. Còn quý vị nào lấy hàng của em rồi có thứ thì có thể là chuyển khoản luôn hết luôn cho em cũng được. Đấy, cho anh em cho thoải mái, em đỡ thời gian em đi lấy tiền, không mất thời gian còn em còn đóng hàng các thứ cho quý vị nữa nhá. Vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.